Nói chung là thôi, mọi người đây, hôm nay mình dừng xe đây cho mọi người xem. Mọi người xem rõ hơn. Đấy nhá, không để mọi người để bảo mình phét, mình không bảo phét. Đây. Đây mọi người nhìn chưa? Đấy. Tất cả đây là giấy tờ này. Đấy. Giấy tờ này là phổi này, à đâu? Đây là cái gì? Dạ dày. Cái bên này là dạ dày này. Bên này là tai mũi họng này. Phổi thì đây. Phổi một cái nó đùng lên luôn. Đấy. Đúng chưa? Đấy, còn anh em nếu tại vì đang quay cam trước này nó hơi bị ngược tên. Đây là tên Nguyễn Trung Kiên này. Nguyễn Trung Kiên. Đấy. Em nhìn rõ chưa? Hello mọi người nha. Thì mọi người ạ, thì Kiên vừa mới đi từ bệnh viện khám bệnh xong mọi người ạ. Khám từ lúc Kiên đi khám bệnh từ lúc 9 giờ sáng đến bây giờ là 5 giờ chiều. Đến bây giờ là 5 giờ chiều rồi mới xong mọi người ạ. Là tổng quan là mình khám dạ dày này, tai mũi họng này và phổi này. Rồi là mình xét nghiệm máu này. Nói chung là mình làm rất là nhiều cái bước khám khác nhau mọi người ạ. 9 tiếng trôi qua rồi. Nói chung là mình khám 9 tiếng trôi qua luôn mọi người ạ. Đó, đây. Đấy, đây là cái chụp X-quang của mình đấy mọi người ạ. Thì mình thì bác sĩ đã cái bảo với mình là mình bị viêm phổi thùy. Thì mình không biết là cái bệnh viêm phổi thùy nó có nguy hiểm không mọi người. Tại vì là mình thì thật sự luôn là mình rất ít khi uống rượu chè, với cả là mình rất ít khi mà hút thuốc ấy. Nên nhưng mà mình khám bệnh ra thì bác sĩ đã cái thông báo cho mình mà là mình bị viêm phổi thùy. Do hút thuốc nhiều. Không biết là do gì. Nhưng mà có mình có hút thuốc nhiều đâu mà lại bị như thế nhỉ? Không biết. Nó không biết, nó không ghi ở đấy là do cái gì. Nhưng mà mình là bị này, viêm phổi thùy, viêm amidan là do mình nói nhiều. Kiểu như mình nói nhiều và nói to quá. Bởi vì khi mà mình đi quay video cho mọi người xem ấy thì mình phải dùng hết tất cả những cái tiếng nói của mình cũng như là cái giọng của mình ấy để mình hò hét ấy. Nên là mình bị viêm amidan mọi người ạ. Với cả là viêm thanh quản. Đấy, tức là cái họng của mình nó bị viêm mọi người ạ. Vì là nói quá nhiều. Nói quá nhiều, quá to. Mọi người hiểu là cái lúc mà mình quay video ấy mà mình hò hét to quá cũng như là mình nói nhiều quá cũng chỉ vì muốn mang lại những cái video mọi người nghe rõ nhất và hay nhất, nên là đánh đổi khá là nhiều mọi người ạ. Viêm amidan và viêm thanh quản rồi đó. Còn là dạ dày của mình thì cũng bị viêm lốt luôn. Đấy, dạ dày của mình thì cũng bị viêm lốt luôn. Dạ dày là do dạ dày của mình thì là chắc là do mình ăn cay hoặc là ăn chua gì, nên nói chung là cũng chả biết là ăn cay ăn chua nữa, nhưng mà nó cũng bị viêm nốt luôn. Nói chung là mình khám ba bệnh thì ba bệnh đều bị luôn mọi người nhá. Có mỗi tai mũi họng thì bình thường thôi. Tai mũi họng thì bình thường. Mình khám là bốn vị trí trên cơ thể thì ba vị trí đều bị bệnh hết. Nói chung là thế. Còn là mỗi tai mũi họng thì mình bình thường. Tai mũi không sao, họng có đây. À ừ. Họng là bị amidan. Tai với mũi thì không sao, còn họng với cả là họng thì amidan với cả viêm thanh quản. Nói chung là đây mọi người ạ. Làm nghề YouTube, làm nghề mạng xã hội nó khổ lắm mọi người ạ. Làm nghề mạng xã hội với cả làm nghề giáo viên ấy nó rất là khổ. Bởi vì là phải nói chuyện với mọi người cũng như là phải hói hét rất là nhiều, nói to. Bởi vì muốn cho mọi người nghe rõ ấy, mà không nói to thì nó lại không hay. Nên là phải hói hét thật to. Hói hét thật to thì cuối cùng này bị viêm luôn, viêm amidan luôn à. Phải ừ. Nếu như mấy nữa mà nó to ra mình lại phải đi cắt cơ. Trong thời gian này thì chuẩn đoán bệnh ra như thế rồi thì chồng nói chung là mình hạ giọng lại một tí để mình chữa bệnh cho nó khỏi đã. Đấy thì nói chung là mọi người ạ, mình đã bị viêm amidan với cả là bị cái dạ dày cũng như cái phổi của mình như này rồi thì chắc chắn là mình phải tránh rất là nhiều thứ. Một
là mình sẽ hạn chế ăn đồ ăn cay đi. Hai là mình sẽ không liên quan gì đến nồng độ cồn và thuốc lá nữa. Đấy. Để mình khỏe mạnh lại đã rồi thì mình tính tiếp mọi người ạ. Còn là quay video cho mọi người xem ấy, nhiều khi là nói bé thì mình chỉ sợ là mọi người không nghe rõ thôi, nên là mình phải nói to. Và nói to thì nó lại gây lên kiểu như mình căng cái dây thanh quản của mình ấy, xong nói nhiều quá nó bị viêm luôn. Ảo thật đấy. Bây giờ anh cứ kiêng như là anh xong rồi gì mọi người đúng là bán sức khỏe cho nghề để kiếm tiền rồi lại lấy tiền để mua lại sức khỏe à, mọi người ạ. Vợ dơ cho mọi người xem cái bên trong ấy. Đấy, cái tờ giấy bên trong ấy cho mọi người xem là cái chuẩn đoán của bác sĩ với cả là cái phiếu chụp. Đi làm nghề để kiếm ra tiền, xong cuối cùng là bây giờ kiếm ra tiền để lại lũ sức khỏe thôi. Đây mọi người ơi, đây là giấy tờ mà đây là khám dạ dày mọi người nhá. Đây là khám dạ dày mọi người nhá, của mình nhá. Đấy, khám dạ dày này. Kết luận ở dưới đây là viêm dạ dày mọi người ạ. Dương tính đây, đây là dương tính này. Đấy, còn đây, đây là dạ dày nhá, đây là một cái là dạ dày này. Đấy rồi. Mấy cái cơ. Mình khám một tổng thể luôn, mấy bệnh mà chứ không phải là 3-4 bệnh luôn. Chứ không phải khám một bệnh đâu. Đây là tai mũi họng này, tai mũi họng là mình bị viêm amidan với cả là cái gì thanh quản này. Đấy, hai rồi nhá. Hai rồi đấy. Còn đây là bị phổi nha mọi người nhá. Đấy, phổi đấy. Giấy tờ là bị phổi, bị viêm phổi thùy. Phổi thì người ta bảo với mình là nếu như mà không cấp cứu cũng như là không chữa trị nhanh ấy thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là nó gây lên ảnh hưởng đến tính mạng của con người ấy. Thì mình nói thật với mọi người là không biết là như thế nào, nhưng mà mình đang đi về nhà và mình muốn là ngày mai là mình đi lên Hà Nội mình khám lại một lần nữa, bởi vì hôm nay là mình có sang Hưng Yên mình khám. Thì mọi người biết rồi đấy, ai ở Hưng Yên hay ai ở xung quanh Hưng Yên là mọi người cứ biết bệnh viện nhà rồi thì mình cũng khám ở đấy, nhưng mà mình muốn là khám ở bệnh viện Hà Nội một lần nữa để xem là có đúng không, cũng như là muốn chắc chắn bệnh lý của mình ấy. Đấy, sau đó thì nếu như mà đúng như vậy thì mình lại phải nhập viện mọi người ạ. Mình lại phải nhập viện 7 ngày, trời ơi, 7 ngày thì không biết là mình quay cái gì đây, không biết là mình như nào mọi người ạ. Bởi vì mình ở trong nhà một ngày thôi, mình đã cảm thấy buồn, mình đã cảm thấy kiểu chán vãi chưởng luôn. Không biết là bây giờ ở một tuần ở đấy thì mình không biết là kiểu gì luôn mọi người ạ. Nhưng mà vì phải chữa bệnh thì phải đi, còn hơn là để bệnh dai dẳng ở trong người mình chứ. Đúng rồi, phải cố gắng. Bây giờ anh chỉ có cầu mong là đi mai đi khám mình nó bệnh báo là phổi bình thường hay là gì đấy thôi, mình về mình tự mua thuốc mình uống thôi. Đấy. Chứ được ở nhà thì càng tốt nhất. Bây giờ mà nhập viện thì cái nhất là tiền nong kinh tế nó mất, sẽ mất rất là nhiều. Bảo hiểm của mình còn chưa làm cơ mọi người ạ. Đấy, bảo hiểm của mình thì chưa làm, nên là nhiều khi mà anh em nhập viện anh em biết rồi đúng không, bảo hiểm của mình đã chưa làm, nên nhiều khi ấy, cái thủ tục nhập viện nó đắt đỏ mọi người ạ. Nó không như là bảo hiểm. Bảo hiểm thì nó sẽ được hỗ trợ đến 70%. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. 50% nhỉ? 70 đúng không? 70%. Nhưng mà mình thì mình không còn đi học nữa nên mình kiểu lười làm bảo hiểm ấy. Tự nhiên bây giờ bị bệnh thì mình từ lúc này mới cảm thấy là bảo hiểm rất là quan trọng. Đây mọi người, đây mọi người, mình chích tay. Đây là mình gây mê này. Mình gây mê ở cái tay này là để xoay nó dạ dày nhá mọi người nhá. Gây mê ấy, mọi người biết gây mê không? Gây mê tức là mình gây mê cho mình không biết cái gì ấy, kiểu giống như của mình bị ngất đi ấy. Đấy, gây mê mình không có cảm giác gì, để đến lúc mà mình xoay dạ dày thì nó sẽ không bị buồn nôn, không bị đau. Nói chung là gây mê để cho mình không biết gì, để người ta gây mê, người ta làm cho mình cái dạ dày mình không biết gì, mình đỡ đau ấy. Xoay thường là đau liền. Những cái lúc xoay họng với cả là xoay tai, xoay mũi anh kiên trần nôn đấy. Xoay tai mũi họng khiếp luôn, người ta thọc nhá, người ta thọc.
người ta sẽ có một cái dây dài như này khi mà mình vào khám tai mũi họng nhá, dây dài như này đấy, xong là người ta đút vào mũi, cái dây đấy nó sẽ trôi xuống cuống họng đấy, trôi xuống cuống họng chứ không phải trôi xuống mũi đâu, hay là nó chỉ là ngắn ngắn vào mũi như này đâu mọi người nhá, nó bay luôn vào cuống họng, tức là vào mũi nó bay luôn xuống cuống họng ấy đấy. Mình vẫn cảm thấy cái dây khám đấy bay vào cuống họng, mà bay đến đâu là mình biết đến đấy luôn, trôi xuống đây. Xong là người ta cứ bắt mình thở để cho cái lỗ nó to ra rồi nó bay xuống, lâu mình khó chịu quá rồi thì mình không thở nữa thì người ta rút ra đấy. Nói chung là bị bệnh khổ lắm mọi người ạ. Đây là thôi anh em còn trẻ, anh em hạn chế chất kích thích đi mọi người ơi, đến lúc mà bị bệnh như mình nhá khổ lắm, kể cả như anh em có tiền nhá, đấy như mình đấy, kể cả như có tiền luôn, đến lúc mà anh em bị làm sao anh em không tiêu được tiền đâu, nhiều tiền cho đến cỡ nào thì cũng không bao giờ tiêu được tiền, chán anh nhỉ. Nói chung là sức khỏe là quan trọng nhất, nên là bây giờ chồng cứ tinh thần lạc quan lên, xong rồi là mình chữa cho nó khỏi. Bây giờ chỉ cầu mong là khỏi thôi. Cầu mong là mai anh đi khám là nó bình thường lại, nó là báo phổi là bình thường như thế thôi. Chứ còn là hai cái kia là mình biết là nó cũng kiểu gì nó cũng viêm rồi. Bởi vì mình nói 5 năm đóng YouTube, làm YouTube rồi, với cả là mình làm nhiều quá nhiều rồi, nên là mình nói quá nhiều nên nó kiểu gì mình cũng nghĩ là nó bị ảnh hưởng đến dây khí quản, với cả là cái gì nhỉ, dạ dày thì ăn cay nóng thì mình cũng nghĩ là cũng có rồi, ăn cay nóng ăn chế độ ăn bất thường. Còn phổi thì mình nghĩ là không bị đâu, nhưng mà tự nhiên nó bị thế nào mình, tại vì mình rất chi là mình bị, mình gọi là hút cái lỗ hút kia ít đi, sao mình lại bị cơ. Nhưng mà bác sĩ bảo là một là do chồng hút hàng, hai là do chồng hít phải khi thuốc lá đấy quá nhiều ấy. Nhưng không biết thế nào, dùng đèn quá mọi người ạ. Cứ đi làm, kể cả là những người mà sống trong môi trường thì nó bụi bẩn, mà hay đi làm ở các công trường các thứ ấy, bụi bẩn ấy, cũng bị luôn. Bị hết mà trời ơi, độc hại lắm. Nhưng mà đây mình có sống trong môi trường công trường gì đâu, kiểu như là đi làm mấy ấy kiếm tiền, xong cuối cùng lại kiếm tiền lại đi lui cho bản thân. Thôi về nhà rồi. Nói chung là thôi mọi người, đây mình dừng xe đây cho mọi người xem rõ hơn đấy nhá, không để mọi người để bảo mình phét, mình không bảo phét. Đây mọi người nhìn chưa đấy, tất cả đây là giấy tờ này. Đấy, giấy tờ này là phổi này, đâu đây là cái gì, dạ dày. Cái bên này là dạ dày này, bên này là tai mũi họng này, phổi thì đây, phổi một cái nó đùng này luôn đấy, đúng chưa. Đấy, còn anh em nếu tại vì đang quay cam trước này nó hơi bị ngược tên, đây là tên Nguyễn Trung Kiên này, Nguyễn Trung Kiên đấy. Em nhìn rõ chưa? Nghe rất nhiều tờ giấy mọi người ạ. Nhiều rất nhiều bệnh luôn. Ôi, mình giờ đi về đây, mình ăn gì đó, mình đói quá rồi. Thôi nhá, bye bye mọi người nhá. Mọi người xem video của mình thì mọi người nhớ like, share, ủng hộ mình nhá. Mai mình sẽ lên Hà Nội, mình khám cái bệnh của mình, không biết là triệu chứng như nào mọi người ạ. Thì mình hy vọng là không phải nhập viện thôi mọi người ơi. Cầu mong phổi anh không sao. Mình chỉ hy vọng là phổi của mình không sao, không phải nhập viện thôi, chứ mình sẽ sợ nhập viện lắm. Viện thứ nhất là ở đây một tuần trời, có thứ. Ở đây một tuần trời, nếu biết biết làm cái gì nhau. Chán quá cực. Có mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Mình chỉ mong là phổi mình bình thường nhá mọi người nhá. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Mọi người nhớ chia sẻ like và đăng ký kênh cho mình nhá. Mai mình đi mình khám mà. Nếu như mình nhập viện thì mình sẽ thông báo mọi người sau.